Thưa quý vị, trong các đợt bão lũ và dịch COVID-19 vừa qua trên địa bàn Đà Nẵng, nhờ cuộc vận động, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã trợ giúp kịp thời cho hàng nghìn lượt hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp yếu thế trong xã hội. Xác định tầm quan trọng của chương trình này, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng phấn đấu kết nối, kêu gọi nhiều địa chỉ nhân đạo tại cơ sở với tinh thần gần dân, sát thực tiễn. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Trên cơ sở hồ sơ địa chỉ nhân đạo, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ Đà Nẵng sẽ tiến hành khảo sát, lập danh sách, nắm chắc nhu cầu cần trợ giúp của từng đối tượng, xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực theo từng năm, nắm bắt thông tin nhà tài trợ tiềm năng để định hướng hình thức trợ giúp cho các đối tượng mang tính thiết thực, bền vững. Ngoài ra, hội sẽ chủ động vận động cán bộ hội viên đăng ký trợ giúp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức khác nhau, mục tiêu là phải đưa các địa chỉ nhân đạo đến đúng người, đúng đối tượng và sát thực tiễn. Trước tiên là ta khảo sát đối tượng để biết được cái nhu cầu đối tượng cần trợ giúp mà chúng ta đưa ra xét duyệt để chọn đối tượng và tiếp tục vận động cán bộ hội viên của Chữ Thập Đỏ nhận cái đối tượng để trợ giúp theo qua kênh của hội cũng như các cái hỗ trợ khác cụ thể. Và bên cạnh đó chúng ta phối hợp với các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội để mà vận động các hội đoàn thể nhận trợ giúp thường xuyên theo địa chỉ nhân đạo do cái hồ sơ của Hội Chữ Thập Đỏ giới thiệu qua. Hội thì làm cái cuộc vận động này theo một cái quy trình rất là cụ thể chặt chẽ. Đầu tiên là hội sẽ tiến hành khảo sát và lập cái danh sách địa chỉ nhân đạo. Đây là một cái hồ sơ mà dữ liệu rất cụ thể, đối tượng của gia đình đó như thế nào, cần phải được hỗ trợ vấn đề gì, ví dụ như là học bổng hay phương tiện sinh kế hay là làm nhà. Và hội sẽ giới thiệu các địa chỉ đấy đến cho tất cả các tổ chức cá nhân. Và điều đặc biệt ở Đà Nẵng hiện nay thì cái cuộc vận động này đã được là tổ chức triển khai rất là chặt chẽ. Cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã khơi dậy tình cảm, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của toàn xã hội. Từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ Đà Nẵng đã vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ và giúp đỡ hơn 2.500 địa chỉ nhân đạo với tổng trị giá hơn 8,5 tỷ đồng. Đáng mừng hơn, giai đoạn 2019-2023 đã hoàn thành cuộc vận động theo hướng mỗi tổ chức cơ sở đảng trực tiếp hỗ trợ ít nhất một địa chỉ nhân đạo do Hội Chữ Thập Đỏ giới thiệu. Hoạt động nhân đạo nó không chỉ gói gọn cho cán bộ tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ thực hiện, mà tất cả các tổ chức cá nhân, từ các tổ chức đảng đến chính quyền, đến đoàn thể, các tổ chức xã hội và những cái cá nhân từ doanh nghiệp cho tới cho học sinh, sinh viên mà có cái tấm lòng mà hỗ trợ thì đều có thể tham gia được hết cả. Thời gian tới, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo các đối tượng khó khăn để có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng các địa chỉ nhân đạo ngày một thiết thực và bền vững.